Này bây giờ Nhi đã mặc vô thử này cả nhà, Nhi mới vừa may xong nè, rất là đẹp luôn ha cả nhà. Đây là cái túi này cả nhà, đó, đây là cái túi nha, Nhi có phối viền, đó. Cái kiểu túi là hình trái tim nha, đây là trái tim. Rồi ở đây là trên ngực nè cả nhà, đây là dây nè, đó. Đây là trên ngực đây, rất là đẹp luôn. Bên đây là bên hông nè cả nhà, bên hông ha, nó ôm, nó sát vô cái hông người mình luôn ha, rất là đẹp. Đó, Nhi xa xa cả nhà xem nha. Đó, rất là đẹp luôn. Phía sau nè, phía bên hông nè cả nhà. Đó. Đó. Cái màu này mặc rất là dễ thương, đẹp lắm. Màu này nấu ăn, đứng nấu ăn rất là sang luôn á cả nhà. Đó, cả nhà thấy cái túi không? Rất là đẹp luôn. Đó, phía trên ngực nè. Đó, rất là vừa vặn mặc. Cái này là mặc nấu ăn là sang cực kỳ. Rất là sạch luôn rồi cả nhà ha. Như xa xa xí cả nhà xem nha. Đó, đẹp lắm. Đó, đẹp lắm hay cả nhà. Cái này là Nhi mai mới vừa may xong. Ở đây nè, cái này là cái viền ren nè, cái viền nè, cái viền Nhi mai nè, rất sổ nè, rất là đẹp đúng không cả nhà. Đó, cái túi cũng vậy luôn. Đây này cả nhà ơi, mình mới vừa may xong một cái tập về này nữa nè cả nhà. Cái tập về này thì Nhi phối lai và túi Nhi cũng phối vải luôn ha. Đây, đây là cái lai Nhi cũng phối đây cả nhà. Đó, Nhi sẽ quay sát xuống cả nhà xem nha. Đó, Nhi xếp ly, xếp dúng rất là đẹp luôn ha. Cái này là Nhi út dúng nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy không cả nhà. Còn ở đây là cái loại vải này là có hình con cá nè, hình chiếc bườm, hình bông hồng, nhìn rất là sang. Còn ở trên đây là cái túi nha. Đó, đây là cái túi, đây túi hình dạng trái tim. Nhìn Nhi cũng may cái phối viền luôn nha, cho Dương Nhi cũng dúng luôn. Ở đây là cái miệng túi, đây cái miệng túi Nhi may đây. Còn trên kia là cái cổ đó, thấy không cả nhà. Đây là hai sợi dây nha, hai sợi dây để buộc đó. Đây là tổng quan của chiếc tập về Nhi mới về may xong á, để đứng nấu ăn á cả nhà. Cái này mặc nấu ăn rất là sang luôn á, nhìn đẹp lắm. Cả nhà ơi, mình mới vừa may xong thêm một màu mới nè cả nhà. Đây là cái túi nè cả nhà. À, đây là cái túi nè. Ở trên đây là cái nơ điện ngắn, đây là cái trên cái sợi dây, và cái trên đây là cái ngực nè. Đó, cả nhà thấy không, bên đây là từ trên ngực nè dòng xuống e là thẳng găng luôn hết cả nhà. Đó, đi xa xa xíu cho cả nhà xem nha. Đó, rất là đẹp luôn không cả nhà nè. Đó, đây là cái viền nha, đây là cái eo, đây là túi ha, túi sâu lắm, túi rộng lắm, để điện thoại để rồi thoải mái luôn á. Cái này mà cái tập về này mặc nấu ăn rất là sang luôn á cả nhà. Không, rất là đẹp nè, phía bên hông rồi cả nhà thấy không đó nè, rất là đẹp luôn đó. Cái này mặc nó ăn sang lắm luôn á cả nhà ơi. Cái màu này rất là nhu, nó không có nổi, mà phối cái viền eo này nè, và cái túi này nè, và cái hông này cũng vậy, rất là nhìn rất là điềm đạm luôn cả nhà ơi. Nó ngọt lắm, màu này ngọt lắm, đẹp lắm, quá trời đẹp luôn. Đi xa xa với cả nhà xem nha. Đó, rất là sang luôn hết cả nhà. Đây là phía sau nè, phía sau có khách nha, phía sau có sợi dây để khách nè. Cái tập về này á, là cao lùn gì mặc cũng được hết trơn á, mập cũng được nữa. Tại vì cái này Nhi có hai sợi dây ở trên đây, sợi dây cổ này nè là Nhi có chịu hao nha, Nhi chịu hao nhiều lắm, chịu hao tới 4 phân, cho nên là người nào cao thì mình hạ cổ xuống mình dễ lắm, nó ra nó vô hết cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy rất là đẹp luôn ha cả nhà, sang quá trời sang luôn đó, rất là sang. Này mặc nấu ăn rồi ơi, nhìn rất là hấp dẫn, rất là quyến rũ luôn đó cả nhà. Nhi xa xa cả nhà xem nha, ơi đẹp lắm đó. Tới xíu cả nhà xem cho nó kỹ hơn, rõ hơn nha. Đó, ở đây là cái điểm nhấn là cái nơ nè, đây là cái dây eo nè, đây là cái túi nè, bên hông này là cái viền nha cả nhà. Đó, viền xếp đi đều ghê luôn á, thấy không cả nhà nè.
Ở dưới đây cũng vậy luôn hết cả nhà ha. Đó, viền nè cả nhà, nhìn đẹp không? Rất là đẹp luôn. Vậy thôi Nhi xin kết thúc ở đây nha cả nhà. Bye bye, chào cả nhà. Này cả nhà, mình vừa mới may xong thêm một cái kiểu mới của cái bông mới nè cả nhà. Đây là cái túi nè. Đó, đây là cái túi nha. À, ở đây là cái viền nè. Cái viền theo của cái túi, túi này túi kiểu cái tim nha cả nhà. Đây, từ đây dòng đây theo kiểu dạng trái tim rất là đẹp luôn nha cả nhà. Còn bên lai nè, bên 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 hông nè, đó rất là đẹp luôn cả nhà ha. Từ trên ngực này ôm thẳng xuống dưới cái dây cột luôn ha cả nhà, rất là đẹp đó. Đây là cái lai nè cả nhà, đây cái lai nè, cái lai gì cũng xích dúng luôn nha, xích dúng luôn nha cả nhà, rất là đẹp luôn đó. Cái bông này mặc sang lắm, cái này cả nhà thấy không? Đó, có con cá nè, có bông nè, có thuyền. Ôi, rất là đẹp luôn, đủ loại cá luôn, có thuyền nè. Cái bông này mặc rất là sạch nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Cái túi cũng rộng rãi ha. Mình để dụng cụ hoặc là để điện thoại, rất là đẹp luôn ha cả nhà. Như hơi xa cả nhà xem nha. Đó, tổng quan đây. Đây, tổng quan của cái tập về nha cả nhà, rất là đẹp ha. Ở phía sau nè, phía sau có cột dây nha cả nhà. Đó, phía sau có cột dây ha. Này là phía trước nè, phía trước thì Nhi có may cái chịu hao nhiều lắm nha cả nhà. Đây, chịu hao khoảng 4 phân, 5 phân luôn á. Người cao, người lùn gì mặc cũng được hết. Cao thì mình nới ra ha. Còn mập cũng vậy, mập, rộng, ốm gì thì mình có cái sợi dây ha, mình cột vô, cột nới ra, không sao hết. Này là mặt phi phi xây luôn ha, phi xây hết luôn nha cả nhà. Đó, đó cả nhà thấy không, rất là đẹp luôn. Cái này đứng nấu ăn rất là sang luôn, cái màu này rất là sạch luôn cả nhà, thích hợp với đứng nấu ăn lắm luôn. Cái tập về này quá trời đẹp nha. Đây Nhi mới cũng Nhi may rồi đó, Nhi may hết mấy màu rồi cả nhà. Đó ha, Nhi may mấy màu luôn còn Nhi may được 4 màu rồi đó cả nhà. Cái này nó là cái thứ 5, 4, 5 kiểu. Rồi Nhi sẽ may tiếp, may đủ 10 kiểu. Rồi Nhi sẽ chuyển sang Nhi sẽ may áo nha. Tại vì Nhi may đồ này á, là Nhi bán cho nên là Nhi phải may từ 10 cái cho lên. Khi khách có hỏi thì Nhi có hàng để Nhi bán nha cả nhà. Trời ơi cái kia nè, cả nhà nhìn cái túi này đẹp ghê không? Đó, ở đây cũng vậy, ở đây cái viền nè quá trời đẹp luôn đó nha, sang quá. Cái bông này mặc sang lắm. Đây nè cả nhà ơi, 5 cái áo tập về mình vừa may xong rồi cả nhà, mình chuẩn bị ra cho khách đó. Đây, đây là tủ vải của mình nha. Đó, mình may thì luôn luôn lúc nào mình cũng có vải sẵn, mình may cho nên là mình may ở nhà, cho nên là mình sẽ chế kiểu, cho nên không có trùng kiểu ha. Ở đây là cái thứ nhất là có cái viền, có nó có viền á, viền trên cổ. Và dưới đây là cái túi, túi ha, túi cũng có viền luôn ha. Đó. Còn cái thứ hai thì cái màu nâu. Màu nâu thì ở trên đây có cái nơ nha. Ở eo thì có cái đây, eo đây. Eo thì có miếng phối nha. Đây là mai rất là xì, mai rất là đẹp nha cả nhà. Đó, mai dít dắt nha. Toàn bộ cái váy này mai dít dắt hết, đây cũng vậy luôn. Ở miệng túi dưới đây cũng vậy nha. Miệng túi đó mai dít dắt luôn ha. Còn bên đây là cái ở bên đây là cái lai thì Nhi có phối nha. Đó. Còn kế tiếp là cái thứ ba. Cái thứ ba thì ở đây thì cái túi nha. Cái túi trái tim nha, túi trái tim ở đây thì Nhi có may cái bèo nha. Còn ở dưới lai dưới đây thì Nhi có may cái bèo luôn, rất là dễ thương, rất là đẹp. Đó là cái thứ ba. Rồi cái thứ tư, cái thứ tư là cái màu kem phối màu hồng có cái nơ đó, rất là đẹp luôn á cả nhà ha. Ở đây là có cái túi nha, túi rất là dễ thương. Đó, túi cũng phối luôn ha, còn lai cũng phối luôn. Cả nhà thấy không, mí ly rất là đẹp, chạy dít chắc hết nha. Đó, xếp ly nha, xếp ly rất là đều nha cả nhà, xếp ly rất là đều ha.
Còn ở đây là cái thứ năm. Cái thứ năm giống như cái thứ tư nhưng mà khác về vải nha. Đó, vải này thì nó đẹp lắm. Vải này nó đẹp, rất là đẹp luôn. Đây là có cái nơ nha. Đó, có cái nơ, có cái nút. Đây là có cái bèo nha cả nhà. Đó. Còn ở dưới đây, ở dưới đây thì cái túi nè. Túi thì Nhi có may cũng như cái thứ tư. Đó, cũng có bèo luôn. Và lai cũng bèo luôn nha. Lai cũng có bèo luôn ha. Cả nhà nhìn là xếp ly đều ghê không? Đó. Đây là tổng quan của năm cái chiếc tập về nha. Cái này là khách đã giặt hết rồi đó. 5 cái. Ngày mai Nhi bắt đầu Nhi mai thêm 5 cái nữa. Em cả nhà. Vậy thôi Nhi xin kết thúc ở đây nha.